tôm xong, uống thứ nước này là trúng độc, tính mạng bị đe dọa như chơi. Theo bác sĩ cho biết, trong tôm có chứa rất nhiều chất arsen hóa trị 5. Chất này không gây độc cho cơ thể. Tuy nhiên, khi chúng ta kết hợp nó với các loại rau, củ quả giàu vitamin C, hoặc ăn với các loại quả giàu vitamin C, ngay sau khi ăn tôm thì sẽ trúng độc. Tôm vốn là món khoái khẩu của em, nhưng một lần cũng vì món khoái khẩu này mà em rơi vào tình cảnh giữa khóc giữa cười các chị ạ. Lần đó, em cùng mấy đứa bạn làm chuyến du lịch biển. Mà đi biển thì phải ăn hải sản thì mới thích. Tụi em cũng đi một vòng chợ hải sản và mua quá trời món ngon. Nào là cua, nghệ, ốc, cá rồi tôm. Vì mua quá nhiều món nên đến phút cuối cùng ai cũng no lắm, mà trên bàn vẫn còn hơn nửa tôm luộc. Biết em thích món đó nên mấy đứa bạn bỏ hộp cho em mang về nhà ăn. Chiều đó về lại Sài Gòn, em lấy tôm ra bỏ vỏ, trộn nước sôi, bỏ vỏ rồi đem đi nấu canh với rau ngót. Tối đó em đã có một bữa ăn tôm toàn tập, cực kỳ ngon các chị ạ. Sau khi ăn xong, em còn bồi bổ cho mình một ly nước cam để bù đắp năng lượng cho cả ngày dài đi chơi mỏi mệt. Uống xong chừng 30 phút thì bụng em bắt đầu đau. Đau bụng non bữa, tiêu chảy liên tục, khát nước dữ dội và mặt cũng bắt đầu tái nhợt. Một bạn phòng bên cạnh sang chơi thấy em có biểu hiện sức khỏe xấu nên đã đưa em đến bệnh viện. Ban đầu em còn nghĩ là mình bị ngộ độc thực phẩm, nhưng khi bác sĩ thăm khám thì lại kết luận em bị ngộ độc thất tín. Theo bác sĩ cho biết, trong tôm có chứa rất nhiều chất arsen hóa trị 5. Chất này không gây độc cho cơ thể. Tuy nhiên, khi chúng ta kết hợp nó với các loại rau, củ quả giàu vitamin C, hoặc ăn các loại quả giàu vitamin C, ngay sau khi ăn tôm thì sẽ thành độc. Khi đó, arsen hóa trị 5 chuyển thành arsen hóa trị 3, tức chất thạch tín, là chất rất độc có thể gây chết người. Trong khi đó, rau ngót và nước cam lại là thực phẩm giàu vitamin C và tiêu thụ với một lượng khá lớn. Cũng may, em được đưa đi cấp cứu kịp thời, chứ nếu trễ hơn thì tính mạng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Qua lần thập tử nhất sinh, vì món tôm khoái khẩu nên em bắt đầu tìm hiểu những thông tin liên quan đến món ăn yêu thích. Được biết, trong tôm rất giàu chất đạm, tốt cho sức khỏe, cùng với loại vitamin B12, axit béo omega 3, góp phần tạo nên sự bền vững của thành mạch máu. Tuy nhiên, khi ăn tôm, chúng ta phải đặc biệt lưu ý những điều tối kỵ của nó để không mang họa vào người. Không nên ăn tái tôm, vì tất cả các loại hải sản khác nói chung và tôm nói riêng, nếu không nấu chín kỹ khi ăn thì rất dễ mắc bệnh run sáng. Không ăn uống những thực phẩm giàu vitamin C sau khi ăn tôm. Cam, chanh, cà chua, nho, mứt đắng, rau ngót đều là những thực phẩm kiêng kỵ ăn với tôm, vì nó sẽ biến arsen hóa trị 5 vô hại đối với sức khỏe thành arsen hóa trị 3, tức chất thạch tín, một chất rất độc có thể gây chết người. Người bị dị ứng không nên ăn tôm. Rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em thường bị dị ứng với tôm. Những triệu chứng thường gặp nhất của dị ứng tôm là nổi mề đay. Khi đó, trên da bệnh nhân sẽ xuất hiện những vùng đỏ, nổi cục, rất ngứa ở mình, chân tay, có khi ở mặt, cổ, chỉ sau mấy giờ sẽ lặn, nhưng cũng có trường hợp kéo dài hàng tuần. Ngoài ra, rất nhiều người có những quan điểm sai lầm liên quan đến chuyện ăn tôm lắm nè. Em cũng là một trong số đó đó. Ăn vỏ tôm nhiều canxi. Lúc còn nhỏ, mẹ em thường cho em ăn luôn cả phần vỏ tôm. Mẹ nói là trong vỏ sẽ có nhiều canxi, vì vậy em luôn cố gắng ăn cả vỏ vì em thiếu canxi, dù không thích. Nhưng đến bây giờ, hơn 20 năm sau, em mới biết rằng sự cố gắng đó của mình không có ý nghĩa gì cả. Thực tế vỏ tôm không hề giàu canxi như vậy. Nguồn canxi chính của tôm chủ yếu ở thịt, chân và can. Trong vỏ tôm chỉ là chất kích tin giúp tái tạo nên lớp vỏ của các loại giáp xác, chứ không chứa nhiều canxi. Nếu ăn phải vỏ tôm sẽ bài tiết ra ngoài. Ngược lại, việc bắt trẻ em ăn vỏ tôm còn có thể gây ra hóc xương, rất nguy hiểm. Phụ nữ mới sinh con không được ăn.
nhiều người vẫn nói với nhau rằng sản phụ sau khi sinh không nên ăn tôm vì ăn tôm sẽ gây lạnh bụng, đau bụng. Những người sinh mổ nếu ăn tôm có thể dẫn đến sẹo lồi. Tuy nhiên, trên thực tế chưa có nghiên cứu nào chứng tỏ ăn tôm sẽ làm cho vết sẹo sau khi mổ to hơn hay lồi lên, trừ trường hợp những người có cơ địa dễ bị sẹo lồi sau mổ, và đó cũng là do cơ địa mà thôi. Trong tôm chứa rất nhiều protein, nên đây sẽ là thực phẩm rất tốt cho sản phụ và giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Hơn nữa, tôm còn giàu canxi, nên người mẹ ăn tôm sẽ cung cấp canxi cho con qua sữa mẹ. Tuy nhiên, ăn nhiều tôm có thể gây ra khó tiêu hóa. Vì vậy, sản phụ sau khi sinh chỉ nên ăn với lượng vừa phải. Lưu ý là không nên ăn những con tôm bị chết, ôi, ương, hạt nhiễm khuẩn. Thường không những không có giá trị dinh dưỡng mà còn có thể gây ngộ độc khi ăn, rất nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta nữa đấy. Sau lần bị ngộ độc, em nghĩ mình phải tìm hiểu về tất cả những thực phẩm mà mình đang ăn, chứ không riêng gì con tôm phải không các mẹ. Khi chúng ta nắm rõ được những thứ nên và không nên với những loại thực phẩm mình đang ăn thì chắc chắn sẽ không xảy ra những trường hợp ngộ độc tương tự như em rồi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thần dược cà tím, cứ nghi cấp tốc khi bạn mắc phải 10 căn bệnh này. Nhớ lưu ngay, phòng trường hợp dùng đến. Theo Đông y, cà tím đã được ghi trong bản thảo cương mục và các y văn cổ có tính năng cực hàn, thanh can, giáng hỏa, lợi tiểu, nhuận tràng, chỉ huyết, hóa đờm, thanh nhiệt, giải độc. Cà tím còn có tên cà giá dê, cà tím dài, cà dê, không lẫn cà pháo, cà dừa, cà bắc vỏ tím. Tên Hán gọi cà với tên chung là Niwa. Tên khoa học là Solanum melongima, họ cà. Trong các loại cà, đặc biệt là cà tím dày, là thực phẩm có từ 2.000 năm trước công nguyên ở nhiều vùng nhiệt đới Á Phi. Nó được ưa chuộng vì chứa nhiều vitamin và ít calo. Cà có thể bung, luộc, nướng, xào, nấu, trộn, chung với các thứ khác mà không hề bị giảm chất lượng thực phẩm của nó. Cà tím được dùng làm thức ăn phòng chữa bệnh nếu là quả chín tới. Màu tím đậm của cà là bằng chứng cho thấy nó chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh để bảo vệ các tế bào não và kiểm soát hàm lượng chất béo lipid. Theo báo The Times of India, dẫn nguồn từ các chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ, cà tím còn có nhiều công dụng khác như 1. Giảm nguy cơ ung thư. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị ung thư đại tràng vì nó là một dưỡng chất tương đối sốt. Và vì điều này, khi di chuyển qua đường tiêu hóa, nó có xu hướng hấp thụ độc tố và hóa chất có thể gây ra bệnh ung thư đường kết. Để có kết quả tốt nhất, những ai muốn giảm nguy cơ phát bệnh ung thư đại tràng nên ăn cả lớp vỏ cà tím. Nghiên cứu phát hiện ra rằng lớp vỏ cà tím có thể chứa nhiều chất xơ hơn bản thân trái cà. 2. Giảm cân. Chất xơ trong cà tím còn có công dụng khác là giảm cân. Chất xơ là thực phẩm tương đối cồng kềnh, tức nó chiếm nhiều chỗ trong dạ dày. Do đó, thay vì bằng món cà tím, những người ăn kiêng có thể có cảm giác no bụng và thường nạp ít calo hơn. Ngoài ra, chất xơ là chất chậm tiêu hóa và mất nhiều thời gian để di chuyển từ dạ dày đến đường tiêu hóa. Chính vì điều này, cà tím giữ cho người ăn kiêng cảm thấy no lâu và không có nhu cầu ăn vặt giữa các bữa ăn, từ đó giúp giảm cân. 3. Giảm huyết áp bằng các món chay. Nhiều món chay dùng cà tím, ví dụ cà tím nhồi ươm, cà tím dài 3 quả nhỏ, nhân thịt chay 300g, sốt cà chua 15ml, dầu vừng 2 thìa, gia vị. Cà thái dọc làm hai nửa, bỏ ruột, ngâm nước muối, vớt ra vắt nhẹ cho ráo. Nhồi nhân thịt chay đã trọn gia vị, rán vàng phía nhồi nhân, xếp vào xong, tiếp đó xào hành, bột mì và sốt cà chua để ươm. 4. Giúp bỏ thuốc lá. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Michigan, Mỹ đã phát hiện trong cà tím cũng có nicotine và thấy trong thí nghiệm
ăn 10g cà tím có hiệu quả tương tự như hút thuốc suốt 3 giờ. Vậy có lời khuyên khi thèm thuốc lá, hãy ăn các món cà tím ngon lành, mát bổ, lại tránh được độc hại. 5. Chữa đái ra máu. Sắc quả cà tím, bỏ cuốn để uống. 6. Phòng chống bàn tía ở người già. Ở tuổi 60-70, người già thường bị trên mặt, tay có tình trạng ứ huyết nổi bàn tía hay từng chấm, có khi phải nhìn kỹ mới thấy. Để khắc phục bệnh lý này nên ăn cà tím. Cà tím lại mềm nên người già dễ ăn dễ tiêu. 7. Viêm phế quản cấp. Cà tím 500g, gừng tươi 4 lát, tỏi 3 củ, cà cắt dọc dài, gừng thái lát, tỏi nghiền trộn với nước tương, dầu, muối, đường, chưng cách thỉ, có tác dụng thanh nhiệt, hóa đờm nhiệt. 8. Viêm gan vàng da. Dùng mấy quả cà tím thái nhỏ trộn với gạo, nấu thành món cơm cà, ăn liên tục nhiều ngày. 9. Bí đái. Dùng hạt khắc uống để lợi tiểu. 10. Táo bón. Dùng quả cà tím, hàng ngày lấy khoảng 100-200g, nấu các món ăn đơn giản để ăn cùng cơm. Kiên kỳ. Theo sách cổ, cà tím tính rất lạnh, không nên phối hợp với thức ăn lạnh khác, mà còn nên thêm vài ba lớp gừng để giảm tính lạnh. Người tạng hàn hay đi ngoài lỏng khi cần dùng nên thận trọng hơn. Không nên dùng khi quả cà dập nát, ăn tươi càng tốt. Một số bài thuốc, món ăn chữa bệnh có dùng cà tím, tham khảo theo báo Sức khỏe đời sống và bài thuốc hay. Cà tím xào mã đề. Cà tím 200g, mã đề 15g, hành 10g, gừng 5g, tỏi 10, dầu mè, nước tương, xì dầu, một lượng thích hợp. Cà rửa sạch, cắt miếng, mã đề làm sạch, hành cắt khúc, gừng cắt lát, tỏi bỏ vỏ, cắt khô. Để chảo nóng, đổ dầu vào, chờ dầu nóng, bỏ gừng, hành vào phi thơm, rồi bỏ cà, mã đề vào trộn đều. Bỏ muối và một ít nước vào xào chín là được. Mỗi ngày ăn một lần, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, hạ huyết áp. Canh gà, cà tím. Gà giò 1 con, cà tím 200g, sơn tra 15g, gừng 5g, hành 10g, dầu, muối, một lượng thích hợp. Gà làm sạch bỏ nội tạng, cà tím rửa sạch, cắt miếng, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, cho gừng, hành vào phi thơm, bỏ gà vào xào sơ. Tiếp đó đổ nước vào, bỏ cà, sơn tra, muối vào. Nấu sôi bằng lửa lớn, sau đó vặn lửa nhỏ, nấu thêm chừng 30 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần, dùng thay thức ăn. Có tác dụng tiêu thực, tan ứ, giảm mỡ, hạ huyết áp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mỗi ngày ăn vài quả đậu bắp, chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích không tưởng đối với sức khỏe. Đậu bắp vốn rất quen thuộc với tất cả chị em chúng ta. Xưa giờ cũng có rất nhiều thông tin đậu bắp tốt cho sức khỏe. Nhưng mới đây, em đọc trên MyHealthy Life Vision mới biết đậu bắp có đến 22 lợi ích cho sức khỏe. Có thể dùng để chữa nhiều chứng bệnh nữa. Quá tuyệt vời luôn các mẹ ạ. 1. Giàu chất xơ. Chất xơ trong đậu bắp có thể cải thiện tiêu hóa, chữa lành ruột, giúp chúng ta loại bỏ độc tố trong ruột dễ dàng. 2. Ổn định đường huyết. Với những người bị tiểu đường, đậu bắp thực sự là vị cứu tinh. Uống nước đậu bắp làm giảm lượng đường trong máu, giúp ổn định đường huyết. 3. Tốt cho phụ nữ mang thai. Đậu bắp giàu folate, đây là chất cực kỳ cần thiết, giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Chất này còn có tác dụng ngăn ngừa sảy thai và dị tật ống thần kinh ở thai nhi. 4. Tốt cho xương. Đậu bắp giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương vì nó rất giàu vitamin K và folate. Hai chất này giúp xương chắc khỏe hơn. 5. Hèn xuyễn. Nhờ giàu chất chống oxy hóa, vitamin C và đặc tính chống viêm, đậu bắp rất tốt cho người bị hèn xuyễn. Chính những hợp chất này
ngăn cản sự phát triển của bệnh hen suyễn. 6. Tốt cho hệ hô hấp. Lá và hoa của đậu bắp được sử dụng trong điều trị viêm phổi, viêm phế quản, cảm lạnh và cúm. 7. Táo bón. Chất xơ có trong đậu bắp giúp bôi trơn ruột, kích thích nhu động ruột. Đậu bắp được xem như thuốc nhuận tràng, tự nhiên cực tốt. 8. Say nắng. Nếu bạn bị say nắng, có thể ăn đậu bắp để giảm mệt mỏi, tránh kiệt sức. 9. Ung thư đại tràng. Chất xơ có trong đậu bắp cũng làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết và ung thư trực tràng. Chúng làm sạch đường ruột và các chất chống oxy hóa, có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây hại. 10. Giảm cân. Đậu bắp gần như không có calo, trong khi lượng chất xơ làm cho bạn cảm thấy no. Chưa kể, nó rất giàu chất dinh dưỡng. Do đó, đậu bắp thích hợp cho người béo phì, người đang thực hiện chế độ giảm cân. 11. Giảm cholesterol xấu. Nhờ phong phú hàm lượng pectin, chất xơ hòa tan, nên đậu bắp làm giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa xơ vữa động mạch. 12. Giải độc cho da. Đậu bắp giúp làm sạch da từ bên trong nhờ cơ chế thải độc cho da. Nó ngăn chặn việc hình thành các sắc tố da, làm giảm mụn trứng cá, ngăn ngừa bệnh vẩy nến. 13. Tốt cho tóc. Đậu bắp mang lại cho mái tóc bạn một sức sống mãnh liệt, giữ ẩm cho da dầu và ngăn ngừa gầu. Thường xuyên ăn đậu bắp, tóc sẽ sáng bóng và mượt hơn. 14. Thải độc cho cơ thể. Nếu bạn đang có ý định diệt tơ cơ thể, thì đậu bắp là một gợi ý tốt. Chất xơ trong đậu bắp sẽ giúp cơ thể thải độc tố dễ dàng. 15. Tăng cường hệ miễn dịch. Nhờ các chất chống oxy hóa, vitamin C và các khoáng chất thiết yếu khác như canxi, mangan, magie, sắt, đậu bắp giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và vì thế chúng giúp tăng cường hệ miễn dịch. 16. Tốt cho thị giác. Đậu bắp cũng giàu beta carotin, lutein và xanthin, nên nó có thể ngăn chặn bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể. 17. Phòng ngừa thiếu máu. Với sự giúp đỡ của vitamin K, folate và sắt, đậu bắp sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng thiếu máu một cách tuyệt vời. Việc sản xuất các tế bào máu đỏ sẽ tăng lên đáng kể. 18. Ngừa viêm loét. Đậu bắp giúp trung hòa axit và làm tăng tốc độ chữa bệnh viêm loét dạ dày tá tràng bằng cách cung cấp một lớp bảo vệ tạm thời cho đường tiêu hóa. 19. Cải thiện tình trạng rối loạn sinh dục. Hãy ăn đậu bắp nếu bạn muốn tăng cường khả năng ham muốn. Đậu bắp cũng có thể điều trị các rối loạn như bệnh lậu, huyết trắng, giang mai, chứng khó tiểu. 20. Giàu protein. Nhờ giàu protein, đậu bắp thích hợp cho người ăn chay. Nó cũng giàu các loại dầu, các axit amin như xanthin, triptophan. 21. Hỗ trợ mạch máu. Trong đậu bắp còn có chứa flavonoid và vitamin C. Đây chính là hai chất cực kỳ tốt cho việc bảo vệ và hỗ trợ các mạch máu. 22. Hỗ trợ đường ruột. Đậu bắp có chứa cả probiotic, cho phép vi khuẩn có lợi phát triển mạnh trong ruột, giúp đường ruột khỏe mạnh. Bài viết mang tính chất tham khảo